Xin chào tất cả mọi người. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Hôm nay á là em mới đi làm về, hôm nay chồng em nấu hết tất cả cái món này nè mấy chị. Thì hôm nay em cho anh món món Ukraine. Em có ăn ăn sandwich với lại xúc xích. Còn có khoai tây nghiền. Cái này là bắp. Cái này là nấm xào với lại mắc cái này là sữa lên men á. Cái này salad cà với lại dưa leo, nhưng mà anh làm theo kiểu bản á, ăn cũng ngon, ăn ngon lắm. Này là cá sông khói. Thì mấy món này cũng đơn giản rồi, nhưng mà không chuẩn bị cũng quan trọng, nhưng mà cảm ơn cái người nấu. Giờ mời cả nhà, mời tất cả mọi người cùng ăn. Rồi cách ăn đây con. Ăn thôi, chị mới làm nhiều salad. Rồi mời tất cả mọi người ăn. And that's that at the Costco. At the Costco, that I bought among them. And then we go to my room. Em thích ăn cái bắp mà. Bắp ngon. Cái này ngon. Cái món nấm xào sữa tươi nè. Ăn sữa lên men này ngon. Ăn thơm món. Ngon. Lâu lâu ăn lại món Ukraine. Ngon không? Chili. Заливали, это мы еще не проходили, это мы еще не задавали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Антошка, идем мы покопать картошку. Антошка, идем копать папу. Em có hát cái bài khoai tây. Bên đây có bài hát về khoai tây. Katoska. Antoska. Идем копать не картошку, а меня. Себя покопаем. Себя закапаем и потом копаем на меня. Давай, кушай картошку. Антошка. Cái này là cá sông khói. Ngon. Lâu lâu mới ăn. Это место надо аккуратно взять. Если быстро, она все упадет. Ở đây cái bữa cơm á, thường có đủ món á. Để đi ăn cơm á, chủ yếu ăn những cái loại đậu hạt, còn nấu ra là nghiền không à. Mấy cục này giống giống gì cả? Ăn nhồi. Mà con sẽ ăn nhồi. Con nấm thì béo rồi con. Không được. Không được. Tôi nói là cái ăn.
Nhìn đẹp. Con cá. Cá ăn cá không con? Cá. Ngon không? Not a good plan. Can't plan. No. Oops, it's too chewy. Ah, yeah, too soft. Good. Ooh, it's not like it's so different. Bạn chăm cá bỏ thêm giấm. Mày mang thấy chua chua nữa bạn chăm. Không phải. Và con ong rồi. Nắm nè. Con ăn nước. Con ăn nắm rồi. Không thèm. Không biết. Ngon. Nó là chút nè. Không ngon nè. Và bà làm con hả? Có xin bà 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 xin là dài bà bà có xin bà 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 ai nấu ăn á đều cảm ơn để cho người nấu vui bữa sau nấu thêm. So thank you for this time you try more and many good. Very good today. If I can try. Chồng em thích nấu ăn á. Nhưng mà khi nào có thời gian rảnh mới nấu. Bình thường em nấu mà. Nó ăn dọn dẹp rồi thích ra. Anh sẽ bao nhiêu la thịt khúc cho nên chơi nè. Nhưng mà dạo này bận cho nên hơi lười. Chứ lúc trước thời gian rảnh á, thích làm. Giờ bận quá. Bây giờ nhà làm mệt. Nên là thường thường là dành thời gian đó để đọc tin tức hay này nọ nên ít làm lại lúc trước rảnh ngấu dọn dẹp sẽ bao nhiêu lo cái cooking and cleaning không but now a little no become busy in work back home relax just something new or something new is not cook not clean because I I was summer. I want eat yellow potato tomato. Em chờ mùa hè đến anh chị à, để em ăn trái cà màu vàng á, em muốn ăn cà màu vàng á. Với lại cái cà mà nhỏ tí hon á, rồi nó chùm lại nó như chùm nho á, cũng nhiều lắm. Ăn ngon, em thích ăn mấy cái loại cà màu. Rồi cà tím nữa. Em thích ăn mấy cái loại đó. Mùa hè mới có nhiều, mùa này mắc á, mùa này tới 100 mấy. Nói chung là mắc lắm là ít mua. Rồi con. Em có giỏ chưa mấy cô chú ha? Không có ăn mắm không?
sao nó cuốn luôn. Quá. Ó. Olha que cuốn sốt. Mini sốt. Em nấu cá cho nó ăn chuyện bắp rồi. Ở lúc em nấu ra một xong sữa bắp á, nấu xong cũng cay, cũng hết em đổ luôn à. Con ta có với sữa là ăn. Nhà ăn cay á, cho nên là nhiều lúc mà muốn làm muốn ăn mà làm ra ít á thì mất công. Còn làm nhiều ra thì đổ. Con là ăn là bắp hết là ăn sụp. Ừ. Mấy em bắp khi mà có súp á, nước súp này mới ăn. Nước súp vàng, súp cua, súp thịt gà đó. Có bắp á. Thì mấy em bắp. Còn mình thường không chịu bắp, mình chịu cái bắp mà cạp không chịu đâu. What is the fish? I forgot this fish. What? I forgot what? Cái này ăn béo. Ít nó sẽ là finish. Lê với con. Ăn cả nữa. Mẹ và ba nấu mình phải ăn nhiều cái hả? Ừ. Ê, cảm ơn bà chứ. Bà vui chứ con à. How about today? Bà cooking. We need try to eat so much. Thì bà will help it. Đó. Bà will save with me. Nói giỡn. La reta la mira. À, buổi tối gia đình của em cũng tới đây. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã xem nha. Bye bye. Hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo.